cho tất cả mấy bạn đã đến với kênh của mình. Bây giờ mình sẽ chỉ với bạn cách lắp hai khẩu súng bắn dây thun liên thanh bằng Lego. Đây, cần chuẩn bị cho mình. Thanh 1x4 như này, và mẹ chuẩn bị 1x2 và bạn gắn vào thanh 1x4 như thế này đây. 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 Giờ mình sẽ kêu mình lấy bộ phận cho mình nha. Lấy bộ phận cho mấy thanh dài như thế này. Rồi mấy thanh quan trọng. Để bạn gắn như thế này nè. Đó. Ok, và bạn cần một mảnh nữa như vậy luôn. Đó, bạn cần mảnh 1x5 là có thanh hình dấu cộng chính giữa. Đó, chỉ cần lấy cái này và gắn lên đây. Nè, lấy cái hồi nãy nữa à, gắn lên đây luôn. À, cái này không cần miếng thanh, cần vài miếng thanh cho cái này thôi. Ok, để mình cần làm tương tự một thanh như thế này nữa. Đây. Rồi sau đó các bạn cần thanh 1x8, 1x8. Nữa bạn lấy thanh 1x2 hai lỗ và gắn vào trường là một ô trên đây, là cũng mình tương tự với một cái. Ok. Rồi sau đó mấy bạn chỉ cần bật ngược nó lại như thế này nè. Rồi sau đó bạn lấy cái này, nó lấy cái này, ấn như đây các bạn thấy không? Đó. Như thế này. Rồi mình chỉ cần lấy cái này là thanh dài như thế này. Đúc vào lỗ này. Như thế này nè. Như thế này. Như thế này à. Đúc rồi nó như thế này. Mình chỉ cần lấy cái thanh hồi nãy á, chúng ta đã chuẩn bị đúc vào. Này chỉ cần đúc vào. Này, cần đúc vào thôi. Dễ lắm. Đó, mình chỉ cần đúc vào lại như thế này. Chúng ta đã có một thanh cơ chế như thế này. Đó. Rồi sau đó mình lấy cái thanh hồi nãy nữa, mình gắn lên trên đây. Rồi đó mình đẩy cái thanh này cho nó dài ra nữa. Ít chà. Ít chà. Ok. Mình nó đẩy cái thanh như thế này đây. Đang lấy một cái thanh đang lấy ra một cái thanh. Mình không mở cũ này nè. Đây. Anh như thế này. À, gắn lên. Chỗ này. Đây. Đây. Gắn lên đây. Như thế này. Đó. À, một thanh còn lại đó, thì nó gắn như thế này gắn. Ví dụ như là gắn cái bánh răng này vô nè, gắn ở đây cũng được, mà xài cái này nè, gắn ở đây cũng được, cái nào cũng được đó. Mình sẽ xài cái này và cố định là phần bên này. Chúng ta đã có một cơ chế như thế này. Để mình chỉ cần lấy thanh này cho mình 1x8 luôn. Mình gắn lên đây. Mình gắn lên cái xe dài nhất nè. Gắn như thế này, đem cho mình xem lại luôn. Nè, gắn như thế này. Đó, gắn như thế này. Đó, như thế này. Đó. À, mình sẽ chuẩn bị cho mình một canh nữa. Đây, mà gắn bên kia tương tự vậy. Đấy. Không, bên đây mà không cần phải gắn mấy cái thân dài như thế này, mà là bên đằng trước mà sẽ gắn mấy thân dài vậy thôi, chứ đằng sau mà không cần. Bạn nào mà cần có thể gắn. Mà chúng ta đằng sau chúng ta sẽ xài thanh 1x4, chúng ta gắn ở đây, ta gắn ở đây như thế này.
Mình sẽ nói chúng ta xài một nguyên bốn nữa. Mình sẽ xài đầy đủ màu sắc, nếu mà các bạn nào mà muốn xài màu nào xài một màu nó cũng được. Đó, xài thanh 2x3 gắn ở chỗ này. Như thế này. Chúng ta đã có một cơ chế hoạt động như thế này. Khi xoáy này, cái phần này nè, nó sẽ xoay theo luôn, nhìn rất đẹp. À, phần bên này nó cũng vậy, cái hình tròn nó cũng sẽ xoay theo nè. Ví dụ nè, khi chúng ta bóp còi như thế này sẽ lên. Ok, nhớ là cần thanh 2x4. Từ từ hai ngắn đây, các bạn cần thanh 2x4 mà các bạn lấy miếng thanh cho mình gắn ở đây và ở đây hình vuông như thế này cho mình. Rồi sau đó bạn thấy cái phần dơ chỗ này không, nhìn bên đây nè, không em bỏ tất cả bước hồi nãy đi, rồi chúng ta sẽ làm lại từ cái lúc kia. Mình đã làm sai bước này, không phải rồi các bạn ạ. Rồi bên đây mà phải gắn thanh này nè, lần trước mà gắn liên tiếp lên nha, em từ từ mình chạy đây. Mình sẽ gắn như thế này, mình sẽ lấy hai thanh như thế này. Đây là thanh 1x8 luôn. Rồi sau đó mình chỉ cần lấy thêm thanh 1x2, lấy thêm một thanh 1x2 nữa. Mình sẽ lấy thêm cho mình một thanh 1x2 nữa. Các bạn lấy thêm cho mình một thanh 1x2 nữa và sau đó gắn ở đây. Tương tự vậy, nó lấy hai thanh hồi nãy chúng ta đã chuẩn bị, bạn gắn ở đây như thế này. Chưa là 1 phút à, lấy thanh 1x8 gắn đây luôn như thế này. Và sau đó các bạn lấy một thanh 2x3 gắn phần này. À, nó được như thế này. Tiếp tục lấy thanh 2x3 gắn lên. Sau đó xài thanh 1x8 nha, gắn lên. Gắn lên tiếp. Không, không xài thanh 1x8 nha. À, sẽ xài xanh thanh 1x6 thôi. Không, đúng rồi, anh chỉ cần xài thanh 1x6 thôi là được rồi. Hoặc bạn nào thích đó, xài thanh 1x4 rồi, mình cũng sẽ xài thanh 1x4 thôi. Thì vậy nó có ngắn, nó ngắn thì nó sẽ ngắn. Con làm chỉ làm một cái súng lục thôi, mình chỉ làm một cái súng lục. Sau đó mình xài thanh này, ngắn một chút như thế này. Sau đó mình sẽ xài thanh
một nhưng một quán ở đây một quán bên đây luôn, mà để mình xem có chắc chưa nữa. Từ từ nha mấy bạn, một nhân hai gắn đây để xíu nó mình cho mình xem giờ, để mình xem nó mình chắc chưa. Ấy da, xem mình đã chắc là mình sẽ gắn vậy chưa, ý mình nói là vậy. Chắc là mình sẽ đợi một chút nhóm này chưa xong để mình xem trước cái đã, nên giờ mấy anh có gắn mà chỉ cần đợi thôi, mình chỉ cần đợi mình thôi. Nè, chấm chỉ cách hoạt động của nó. Giờ mình nhìn thấy nó được rồi. Mình từ từ để mình chỉ cách hoạt động của nó xem. Nó khiến ta cài ra cái ba nhà. Nó đặt lên xuống như thế này. Và sau khi chúng ta đẩy cò lên như thế này, nó sẽ bắn viên đạn. Sẽ bắn nguyên đạn ra nha. Ok, rồi sau đó mình sẽ gắn tiếp công đoạn này. Rồi mình sẽ chỉ với bạn như lời hứa. Mình sẽ dài thanh ngắn hơn. Đợi một chút. Đeo quá nhiều sai sót rồi. Súng như thế nào mình làm. Đây mình làm như thế này, bạn lấy thanh bạn nhìn thôi, nếu mà cái súng đầu tiên này mà mấy bạn không kịp nhìn mình làm như thế nào thì mấy bạn sẽ đợi cái súng tiếp theo được ra mắt nha. Cái súng tiếp theo thì mình sẽ làm ở tập sau, nhưng mà cũng không lâu đâu, mình sẽ làm hết luôn nếu bạn không cần đợi chi cho nó lâu. Hai cái súng mình sẽ làm mỗi tập khác nhau. Hai súng mình sẽ làm mỗi tập khác nhau nên là không cần phải lo lắng vì mình không chỉ đâu. Nhưng mà đến cuối video là mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn, hướng dẫn lại cho các bạn chứ không phải là mình không hướng dẫn đâu, nên các bạn đừng có lo. Mình không có hướng dẫn là nói này nọ. Nè mấy bạn nhìn mình đi. Một xíu nữa mình sẽ nói thêm về cách của cái súng này thôi. Mình chắc khá nhiều bạn sẽ biết cách của cái súng này hoạt động rồi. Nên bạn nào đã biết rồi thì bạn không cần nghe mình nói đâu. Bạn nào đã biết rồi thì đến cuối video là mình
Lúc của nó lại phát ra luôn mẹ xem tập 2 thôi. Cố cách làm cái súng mới. Mình sẽ từ đầu một chút, mình sẽ đáp này để mình làm này. Đợi một chút, mình đầu tiên mình làm trước rồi xíu nữa bạn hãy nhìn nè, cái số mới nhiêu đây à, cho xong mau nha các bạn. Đây à, như hồi nãy bạn thấy xài thanh 2x4 mà gắn miếng thanh ở đây thôi, các bạn sẽ để lên chỗ này. Ở video trước mình có làm một cái khẩu súng bắn dây thun miếng thanh đó, mà em biết rồi đó. Em sẽ xem cái súng này nó hơi dài nên là không nhìn rõ, là xíu nữa mình sẽ quay. Đó bạn nghe nè, tiếng rất to. À chết rồi, nó bị rớt. Đợi một chút. Em biết vì sao không? Vì cái này nó chưa chặt. Mình làm xong rồi em sẽ nghe mình giải thích, hoặc là cái này chỉ cần tua thôi, mình sẽ tua lên cái đoạn mà mình làm, thế là xong. Cách giải thích của nó cũng rất là đơn giản nên là cũng không cần phải khó khăn để làm cái súng này đâu. Nó cũng có gọi là mất nhiều bộ phận cho mấy bạn nào mà có nhiều logo mà nhiều miếng đặc biệt á, là sẽ nó sẽ không có mất nhiều mảnh đâu. Còn mình á thì không biết cách nào để có mấy miếng huyền thoại đó, cho nên mình cũng ít bộ phận đó. Mình gần xong rồi mấy bạn, còn chút nữa thôi là mấy bạn sẽ được nghe liền. Mấy bạn đang nôn nóng mà cách hoạt động của nó như thế nào đó không? Ok, mình sẽ chuẩn bị liền đây. Và giờ nó đã xong. Và chúng ta, nếu chúng ta muốn thay dây thun nè, mình sẽ chỉ cho các bạn. Đầu tiên các bạn tháo cái tay cầm ra như thế này, mình tháo cái tay cầm như thế này nè. Lấy dây thun cột thêm, mình cột thêm nha các bạn. Mà có thể cột thêm dây thun được. Ok.
xíu nữa mình sẽ giải thích. Mình mới nói một đoạn rồi, mình sẽ chuẩn bị nói đoạn tiếp theo. Mà khi gắn cái tay cầm vô lại nó hơi khó và mất thời gian. Ok, đã được. Em nói bạn, mình đã được. Cái chỗ này nó bị bung rồi các bạn, vì dây thun nó căng lắm, mình chỉ cần cùng một cộng thôi, mình không cần cùng hai cộng thôi, mình sẽ tháo ra luôn. Cái đó mình chỉ với bạn cách để thay dây thun vô thôi chứ mình không có gắn. Bạn mà một cục hai cộng á thì nó hơi chắc, bạn nó sẽ khó với cái bước đó lắm. Cái đoạn hồi nãy mình đã nói là cái đoạn này, cái đoạn mà nào mà gắn cái tay cầm vô là nó khó, nên giờ nó hơi mất thời gian để mấy bạn chờ, cho nên mấy bạn thông cảm. Ok, mà nó đã xong. Mình sẽ bắn thử cho các bạn xem sức mạnh của nó như thế nào. Mình sẽ dựng bia lên, mình sẽ cài dây thun vô, cài như thế này và tiếng cài vô đây như thế này. Đó, kéo xuống, ai chà, chết rồi. Mình kéo xuống cài như thế này, kéo xuống cho nó khi mà nó tới cái chỗ, chết rồi, nó rớt dây rồi mấy bạn. Ok, mà nếu khi lúc nó đập á, nó đập hơi bị mạnh nó nha các bạn. Mình sẽ bắn một cọng trước. Ấy chà, rồi nó văng luôn rồi mấy bạn. Không à, không cần nó dài như thế này. Ấy chà, cứng quá vậy. Nó chỉ cần gắn thanh một như hai thôi. Mình đã làm sai rồi, mình sẽ tháo ra lại. Video mình hơi bị lỗi cho nên xin các bạn thông cảm. Giờ mình sẽ kêu em mình đi lấy lại cộng dây thun. Lấy gì mà lấy cộng dây thun bay vô kia. Mình sẽ lấy cái thanh 1x2, mình sẽ gắn vô. Và chuẩn bị kết thúc video nha mấy bạn. Mình sẽ cố gắng làm cho đến khi đoạn kết thúc video, mình sẽ lấy cái mảnh ở trong cái súng này ra, ở trong cái cây, ở trong con người này ra. Mà
cái thay mình khác là thôi, mình nhắn lấy tay cái đầu vô mà nó thành lại. Bây giờ nó xấu hơn, giờ nhìn nó xấu hơn nhắn lại. Ok, và nó đã trở lại như bình thường. Chúng ta sẽ gắn sức cái này lại, chỗ này đây. Đây, nó như thế này. Một số bạn đi biết, còn một số bạn này chưa biết nha. Nó hoạt động như thế này. Nếu mà hãy nhìn đi, nếu mà sẽ làm. Ok, mình nói vậy đó. Mình sẽ bắn lại dây thun cho bạn xem. Này giờ nó ngắn hơn rồi. Mình sẽ đổi cái này. Mình sẽ đổi cái này thành cái này. Thành cái này. Đó, nói chung các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ gắn cái này vô đây. Đó nha các bạn. Đó, nói chung các bạn. Đó, nói chung các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn cái này vô đây. Mình sẽ gắn cái này vô đây nha các bạn. Mình sẽ gắn cái phần này lại vô đây là mình sẽ úp bắp cải. Ok, nó ngon rồi. Nó ngon rồi nha các bạn. Mình sẽ dẹp vô, mình sẽ bắn lại thử. Mình sẽ test lại, hy vọng nó sẽ được. Mình sẽ kết thúc video. Nhưng nó sẽ được. Mình sẽ cài khoảng 2 giây. Nếu mà các bạn muốn nó mạnh thêm á thì các bạn làm cho cái nồng nó dài á. Mà nếu nồng dài thì dây thun nó sẽ dễ đứt. Nên mình sẽ. Ok, giờ mình sẽ test thử. Nó đã bắn rồi. Nhả đây nha các bạn. Nó cũng khá mạnh đấy. Đấy nha các bạn. Mà nó đã bắn được. Mà nó như thế này đây. Và thôi, video mình đến đây cũng đã kết thúc. Nếu mà mấy bạn mà thấy video mình hay á thì mấy bạn nhấn like, share, đăng ký và nhấn chuông. Và hẹn gặp lại các bạn tập 2 nha. Các bạn.